Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay bếp nhà Lan Vy có một món, đó là món lẩu thập cẩm. Bây giờ các bạn hãy vào bếp và cùng mình làm nhé. Mình sẽ có cà chua, mình thái cà chua, mình thái gừng, mình thái hành, và tất cả những cái này thì mình sẽ cho vào trong cái máy để mình xay lại cho nó nhuyễn. Bây giờ thì mình có kim chi, có nước kim chi, mình cũng lấy một nửa bát chia này thì mình cho vào máy, mình cũng xay cùng. Đây là nước cốt gà, nước súp gà các bạn. Hôm nay mình không có hầm được nước súp gà thì mình dùng cái này. Giờ thì mình đã xay xong tất cả các gia vị thì mình đã đây. Mình sẽ đi thái hành và tỏi. Hành và tỏi mình sẽ phi lên cho nó vàng để mình đổ cái gia vị mình mới xay vào cho nó thơm. Của mình xay cái gia vị này vào là khi mình nướng đồ ăn đó, tất cả cái đồ ăn của mình sẽ quẹn cùng với gia vị, nó rất là ngon các bạn, nó đậm đà. Các bạn có thể hầm nước tương hoặc là nước hầm nước gà cho vào đây. Mình hôm nay thì không có hầm được thì mình cho cái này vào, nó cũng rất là tốt. Hơi đặc cho mình phải cho một bát nước các bạn ơi. Thái 20 gram dứa hoặc là trái thơm các bạn cho vào đây. Và mình cho một muỗng sa tế các bạn. Cho sa tế vào đây cho nó có màu. Các bạn ăn cay hay không là tùy khẩu vị từng gia đình nhé. Nếu mà ăn cay thì các bạn có thể cho 2 muỗng hoặc cho thêm ớt vào. Nhà mình thì ăn ít cay cho mình cho một muỗng. Mình cũng không ăn mì chính mà mình chỉ ăn bột lên. Mình ăn bột lên cái loại này. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng. Mình cho vào đây để cho 3 muỗng để nó đậm đà. Khi mình chấm cái miếng nó vào nó không có bị nhạt. 3 muỗng với lại nước súp gà nó cũng mặn rồi. Cho nên là mình vào cái kim chi cũng mặn. Như thế là nó rất là đậm đà. Tất cả những cái đồ ăn thì tùy từng gia đình, mình thích ăn cái gì thì đấy là do khẩu vị từng gia đình. Để mình có thể nhúng cái nước lẩu này, mình có thể nhúng được với tất cả, rất là ngon mọi người ạ. Và đây thì nồi lẩu của mình đã được rồi, sôi quá rồi các bạn, thơm lắm. Thơm ghê quá, mình cho tất cả các thứ vào đây và mình nhúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm video của mình. Hôm nay trời Chicago lạnh lắm, một nồi lẩu này ăn rất là ấm bụng. Các bạn hãy vào bếp và cùng nấu món lẩu này nhé. Nếu các bạn thích video thì hãy đăng ký cho mình. Hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo nhé.